Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta ngâm đầu phun của cái con Epson C5290 này nha. Nè, cái đầu phun của nó nè, thế ra nó bị khô mực nha mọi người, khô và nó thiếu màu. Chúng ta phải tháo đầu phun ra, chúng ta ngâm và xử lý nó nha. Đó, chúng ta phải tháo ra, chúng ta ngâm và xử lý thì nó mới được nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Chúng ta tháo cái nắp ra thì dễ rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tháo cái đầu phun ra nè để chúng ta xử lý nó. Rồi mọi người đợi nha. Rồi giờ mình sẽ tháo ra nha. Rồi chúng ta tháo cái này ra trước nè. Mọi người cho cái máy chạy ra đi nha, để mình cắm điện nha. Rồi cho cái máy nó chạy, cái hộp đầu phun này nó chạy ra nha. Để chúng ta tháo ra cho nó dễ nha. Rồi nó chạy ra nè, chúng ta rút điện ra nha. Để chúng ta tháo ra này, chúng ta làm cho nó dễ. Nó nằm ở trong này là nó giữ vô cái bộ bơm rồi, chúng ta không có ấy được. Rồi chúng ta tháo này ra nha. Tháo một ốc này nè. Mọi người lưu ý nha, đối với con này mọi người tháo là để một cái hũ ốc riêng nha, để nó thiếu ốc nha. Đây tháo con này nữa. Rồi nên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ngâm đầu phun. Chúng ta lấy cái này ra nha. Mọi người lấy ra thì mọi người đã bỏ vào một chỗ để nó bị lạc mất nha. Rồi chúng ta tháo nắp này ra nữa. Rồi chúng ta tháo ra nữa nè. Bị cho mình một cái vít nhỏ vậy nữa nha, để chúng ta tháo cái ốc nhỏ phía dưới nè. Rồi trước khi tháo thì mọi người lưu ý cho mình đó, mọi người cuộn cái dây mực lại nè, cuộn cái dây mực lại nha, gấp cái dây mực lại, lưu ý nha, gấp cái dây mực lại nha, khi mà ốc xúc nó lớn nó sẽ tràn mực vào đó nha. Đó mọi người lưu ý cho mình đấy. Rồi xong, tiếp tục chúng ta tháo ốc này ra nha. Đó, chúng ta phải cột cái dây mực lại nha, chứ không áp suất nó lớn nó sẽ đẩy mực vào, nó sẽ làm hỏng cái đầu in nha. Mực nó chảy vào đầu in nó dễ bị hỏng nha. Đó. Với lại mọi người tháo ốc nào thì mọi người để lại, mọi người nhớ không mọi người tí mọi người quên. Rồi, xong ta giữa này lên nha, giữa nhẹ nhẹ thôi nha. Nó còn một ít mực đó, nó áp suất vào. Rồi chúng ta giữa lên nè. Đó, mực vài nó sẽ không chảy nha. Rồi chúng ta lấy cái miếng này ra nè. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cứ xử lý, mọi người cứ ngâm thử nha, không được thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nha, có gì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Mọi người xem được video thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình để mình làm thêm nhiều video hướng dẫn cho mọi người nha. Chúng ta tháo ra vậy rồi, tiếp tục chúng ta tháo cái đầu phun ra nha. Này nó có 4-3 ốc nè, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị một cái vít nhỏ nha. Này ốc này nó khác nha, thấy không? Rồi mọi người cứ tháo như mình là được nha. Lưu ý đối với dòng này chúng ta phải sử dụng đúng dòng mực cho nó thì nó bền được. Ta sử dụng mực tầm bậy thì nó mau hỏng cái đầu phun của chúng ta thôi, nó mau nghẹt cái chúng ta phải ngâm và xử lý đó. Rồi xong chúng ta lấy cái đầu phun lên nha, ta lấy từ từ thôi. Là phun của nó này, thấy không? Ta rút cáp ra là phun, ta rút cáp ra này, rút từ từ thôi nha mọi người. Chúng ta rút thẳng tay rồi chúng ta gửi này ra, rồi chúng ta rút bên này nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ngâm và xử lý đầu phun của nó nha. Đây đầu phun của nó nè, phun của nó đang bị mất một số màu này, mọi người lưu ý nè. Đầu phun của nó mất một số màu nha. Người lưu ý nha, khi mà chúng ta ngâm thì chúng ta ngâm chỉ cái mặt này thôi nha. Đó. Người ngâm chỉ cái mặt dưới này thôi, mặt dưới này nè, đó, mặt dưới này thôi nha. Chúng ta đừng có ngâm đúng cái này là nó sẽ đụng mặt trong này, nó sẽ bị cháy đầu phun nha. Đó. Nếu chúng ta ngâm thì chúng ta cứ kiếm một cái hũ, chúng ta đĩa vào cái mặt thôi để mình nhận. Đây mình lấy cái này là nó vừa cái đầu phun của cái con này nè.
bỏ vào thôi, bỏ vào cái mặt này thôi. Đó, chúng ta để vào, chúng ta đổ nước ngâm vào nha. Mọi người mua nước ngâm cũng có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Có gì mình sẽ cung cấp. Đối với cái dòng này chúng ta ngâm nước ngâm xịn một xíu nha thì nó mới rã nhanh được nha, chứ còn nước ngâm bình thường thì nó khó ra hơn nha, mà nước ngâm xịn thì nó hơi mắc nha. Đó, mọi người có mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới, có gì mình sẽ cung cấp cho mọi người nha. Khi mà chúng ta ngâm xong thì khoảng cỡ 2 tiếng nha, chúng ta ngâm cỡ 2 tiếng nha. Để cho nó rã cái cặn ở trong này nha. Đó, nó rã ra xong thì chúng ta sẽ sử dụng lại bình thường, chúng ta gắn lại, chúng ta vệ sinh lại là được nha. Đó, có gì không hiểu thì mọi người cứ comment phía dưới mình hướng dẫn thôi nha. Nè, đây là cái đầu khuôn của nó nè. Khuôn của năm 290, và khi tháo ra mọi người lưu ý giúp mình là mọi người làm giống như vậy nha. Không thì nó sẽ bị tràn mật nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước ngâm vào nha. Mọi người cứ làm giống mình, có gì không hiểu thì comment mình hướng dẫn thôi nha. Nhớ xem video thì bấm đăng ký kênh giúp mình nha, để mình làm thêm nhiều video hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục lỗi này nha. Nếu còn muốn sửa chữa máy ha, bảo trì máy thì liên hệ số điện thoại bên dưới luôn.